con yêu nước lên đường theo tiếng gọi non sông. Có người lên mùa thu ơi, ra đi từ mái tranh nghèo. Có người lên mùa xuân ơi, ra đi từ đó không về. Dòng tên anh khắc vào đá núi, mây ngàn tòa bóng cây tre. Chiều biên cương trắng trời sương núi, mẹ già môi mắt nhìn theo. Việt Nam ơi, Việt Nam núi cao như những người mẹ tiễn con lên đường với một niềm tin chiến thắng. Rực cháy lên màu hoa đỏ phía rừng xa, rực cháy lên màu hoa đỏ trước hoàng hôn. Thank you.
về nghĩa trang để làm lễ truy điệu bắt đầu. Xin trân trọng kính mời các đồng chí cựu chiến binh cùng toàn thể bà con nhân dân đứng dậy. Các đồng chí tiêu binh đứng về hai bên hàng cách cửa. Linh hồn liệt sĩ Trần Văn Bảy, kính thưa gia đình thân nhân liệt sĩ, từ hôm qua đến nay cán bộ nhân dân và gia đình thôn Hiệp Đồng đã tiến hành lễ đón anh Trần Văn Bảy liệt sĩ hy sinh năm 1970 tại gia đình thân nhân Trần Văn Chí. Hôm nay ngày 22 tháng 12 năm 2023, gia đình tiến chân liệt sĩ Trần Văn Bảy về nghĩa trang quê nhà để tiến hành lễ truy điệu. Sau đây xin mời gia đình cùng toàn thể bà con nhân dân tiến hành tiến đưa đồng chí Trần Văn Bảy về nghĩa trang. Xin mời các đồng chí tiêu binh cùng gia đình thực hiện nhiệm vụ. Tôi xin đại diện gia đình trước tiên xin chân thành cảm ơn tất cả các cụ, công các bà và nhân dân của thôn Hiệp Đồng và đoàn cựu chiến binh của thôn Hiệp Đồng. Tôi đại diện cho gia đình trước khi tiến anh tôi xuống nghĩa trang để làm lễ mai táng cho anh tôi, được các cụ công các bà và tất cả các anh chị của thôn Hiệp Đồng và con cháu nội ngoại của gia đình đưa anh tôi, ông cha, ông chú, cụ của các con các cháu xuống nơi nghĩa trang liệt sĩ để làm lễ mai táng cho tôi. Một lần nữa tôi đại diện cho gia đình xin trân trọng mời các cụ đưa anh tôi về nơi an nghỉ cuối cùng, sau đó gia đình xin trân trọng mời các cụ công các hàng và các anh chị và toàn thể con cháu nội ngoại quay trở lại nhà chơi với gia đình một bữa cơm để chia sẻ buồn vui với gia đình. Tôi xin đại diện cho gia đình xin hết. Sau đây lễ triển hài cốt liệt sĩ được bắt đầu. Chưa khô mau nhưng có
đất nước tôi thon thả giọt đàn bầu nghe dịu nỗi đau của mẹ. Ba lần tiễn con đi, hai lần khóc thầm lặng lẽ, các anh không về, mình mẹ lặng đi. Đất nước tôi, đất nước tôi, đất nước tôi, từ thuở còn nằm nôi, sáng chăn bão giông, chiều ngăn nắng lửa. Lao sao chưa hè một giọng ca dao, lao sao chưa hè một giọng ca dao. Xin hát về người đất nước ơi, xin hát về mẹ tổ quốc ơi, suốt đời lam lũ thương lũy che làng bãi dầu bên nước, yêu trọn tình đời muối mặn gừng cay. Xin hát về người đất nước ơi, xin hát về mẹ tổ quốc ơi, mấy mùa không ngủ ngăn bước quân thù phía nam phía bắc, vai mẹ lại gầy gánh gạo nuôi con. Đất nước tôi thon thả giọt đàn bầu nghe dịu nỗi đau của mẹ. Ba lần tiễn con đi, hai lần khóc thầm lặng lẽ, các anh không về, mình mẹ lặng. Đất nước tôi, đất nước tôi, đất nước tôi, từ thuở còn nằm nôi, sáng chăn bão giông, chiều ngăn nắng lửa. Lao sao chưa hè một giọng ca dao, lao sao chưa hè một giọng ca dao. Trong tiếng sao đêm lạnh giật dịu tiếng mẹ ru con. Xin hát về người đất nước ơi, xin hát về mẹ tổ quốc ơi, vẫn còn gian khổ hạt thóc chia đều, dẫu no dẫu đói ta bạn vẹn tình đắng ngọt. Đất nước tôi, đất nước tôi, đất nước tôi, sáng ngời muôn thuở khi trăng đã vào cửa sổ đòi thơ. Ha.
thiết tha dâng nén hương lòng, chiêu hồn tự sĩ anh hùng Việt Nam. Hỡi các anh hùng tự sĩ sông Lạc Long, chiến đấu bao đời bảo vệ đất nước Việt Nam, trả ơn tổ quốc dẫn thân ra chiến trường, đổ xuống máu xương giữa rừng sâu đồi hoang vắng. Hãy về nơi đây chứng minh cho tâm lòng luôn chân thành vì ơn của con cháu. Nhớ lúc kiêu hùng từ chiến với thù quân, dẫn bước xa trường chẳng ngại núi kiếm rừng gươm, hiểm nguy trước mắt sánh vai so chi hùng, lưỡi kiếm nhạt đạo thấu tận tim tràn máu nóng, để rồi hy sinh rất hiên ngang đã từ bao năm còn đây nơi lòng đất mẹ. Kìa dòng sông êm đềm ngát xanh, hồn ai đang lướt qua nhẹ nhàng. Kìa ruộng nương lúa thơm chín vàng, hồn ai đang gặt hái hăng say. Kìa mẹ cha gia đình êm ấm, từng người thân lời chan chứa tình nghĩa yêu thương. Đời người trai tung hoành đó đây, nhiều đổi thay đắng cay ngọt bùi, dù hiểm nguy quyết dâng chí hùng, lòng hằng mang hình bóng giai nhân. Kìa vầng trăng đêm rằm soi sáng, lời thề xưa nồng nàn yêu dấu trong giây phút phân ly. Hỡi các linh hồn tự sĩ sông Lạc Long, cứu giúp sơn hà và phò trợ hun đúc những đời sau, để mong giữ lấy quốc gia và giống nòi, diệt lũ xâm lăng xua hết bọn Việt gian, giữ vẹn non sông bảo vệ quê hương trước nguy cơ bắc thù. Qua sấm lớn hát khúc chiêu hồn tưởng nhớ đấng hiền linh, đã hiến thân mình để bảo vệ cho đất nước Việt Nam. Dù thân giã nát quyết không nguôi chi hùng, một kiếp chính nhân muôn kiếp được đời vinh danh,
chẳng thèn trong tâm ngọn lửa thiêng trao cho hậu thế. Giữ núi sông cùng nói sông lạc bộn bề của cuộc sống đời thường, gia đình dòng tộc đã đi tìm anh. Anh ơi, sương khói mong manh, mọi giá trị có thể sẽ bị đảo lộn, nhưng quá khứ của chiến tranh thì không ai được quyền quên. Anh ơi, bao năm đi tìm anh, ngày lên đường tóc anh xanh, trái tim hừng hực đỏ, mãi tranh nghèo ấm áp tiễn anh đi.
chiến tranh đã kết thúc lâu rồi. Đất nước đang phát triển từng ngày, cuộc sống đã đổi thay, nhưng chỉ thiếu vắng anh thôi. Bao nhiêu năm khi được tin anh mất, chiến trường miền Nam xa lắc xa lơ, đau dại điên nhang cháy đỏ bàn thờ, máu anh chảy nơi chiến trường ác liệt. Đỏ mắt quê nhà người thân mong nhớ, những tháng năm xưa bom rơi đạn nổ, sống chết cùng nhau đồng đội nằm kề. Nay chẳng dễ gì từ giã phải không anh, cốt nhục tình thân làm trời đất giao hòa. Hương lửa tắt hiện hình anh dưới mộ, cảm ơn anh khôn thiêng dẫn độ, thấu lòng trời cây cỏ cũng vấn vương. Xin rước anh về với gia đình, với quê hương. Ai hết, gia đình mình còn may mắn hơn biết bao nhiêu gia đình liệt sĩ khác, bởi đã tìm được hài cốt của anh. Gia đình biết anh sẽ rất vui khi được trở về nằm giữa quê nhà, đoàn tụ cùng ông bà tổ tiên, và hẳn hàng trăm ngàn những vong hồn liệt sĩ vô danh khác cũng vui cùng anh, lấy niềm vui của anh làm niềm vui cho mình. Sống khôn thác thiêng, anh hãy phù hộ cho anh em đồng chí đồng đội của mình có được ngày trở về với niềm vui đoàn tụ như gia đình mình. Cuộc chiến đã đi qua gần 40 năm, nhưng sự tàn khốc mất mát hy sinh vẫn còn đó. Có niềm vui chiến thắng nào mà không phải trả giá bằng máu và nỗi đau mất mát. Những người được sống và đang sống xin bày tỏ lòng thành kính của mình bằng việc thắp nén tâm nhang tri ân các anh, những người chiến sĩ đã ngã xuống năm xưa, những người đã hiến dâng trọn đời mình cho dân tộc. Các anh là liệt sĩ đã mãi mãi không trở về, các anh đã gửi lại máu xương của mình trên khắp đất mẹ thân yêu. Gia đình mất đi những người ông, người cha, người chồng, người con mẫu mực. Đất nước mất đi những người con ưu tú nhất, nhưng vẫn còn đây những chiến công bất tử của các liệt sĩ đã để lại cho đời trái ngọt quả thơm. Trên vai người chiến sĩ quen với gian lao, ngày dài đêm thâu vẫn có những người lính trẻ nặng tình quê hương canh giữ trên miền đất mẹ. Rừng ấm mây núi mênh mông, ngày nắng cháy đêm giá lạnh đầy, rừng mà sương khuya bóng tối quân thù trước mặt, nặng tình non sông anh dâng tròn tuổi đời thanh xuân. Cho em thơ ngủ ngon và vui bước dâm hộp đến trường, cho yên vui mùa xuân đôi nước còn hẹn hò ước mơ. Có những hy sinh khó nói hết bằng lời, nên đọng lại trong tôi những nghĩ riêng.
đời ngày chiến sĩ nơi tuyến đầu, nơi biên cương rừng sâu anh âm thầm chịu đựng gió sương. Dẫu có những gian lao, dẫu có những nhọc nhằn, mang trong trái tim anh cho niềm tin. Đến giờ tổ chức lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Trần Văn Bảy. Ban tổ chức xin trân trọng kính mời quý vị đại biểu và toàn thể nhân dân tập trung trước đài tưởng niệm, ổn định tổ chức để chương trình buổi lễ được bắt đầu. Mở đầu chương trình buổi lễ là nghi thức phủ quân kỳ, quốc kỳ lên hài cốt liệt sĩ. Sau đây, thay mặt ban tổ chức xin trân trọng kính mời đồng chí Ngô Văn Bảy, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Trường Thắng lên thông qua quyết định về việc phủ quốc kỳ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam lên hài cốt liệt sĩ Trần Văn Bảy và điều hành nghi lễ phủ quốc kỳ. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa hương hồn liệt sĩ Trần Văn Bảy, kính thưa toàn thể các vị đại biểu, tôi xin thông qua quyết định phủ quốc kỳ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam độc lập tự do hạnh phúc, Ủy ban nhân dân xã Thường Thắng số 242 Thường Thắng ngày 21 tháng 12 năm 2023 quyết định về việc phủ quân kỳ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam lên hài cốt liệt sĩ Trần Văn Bảy. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thường Thắng căn cứ vào luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tổ chức chính quyền và tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019, căn cứ vào nghị định số 16 ngày 26 tháng 1 năm 2007 của chính phủ quy định về việc tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, quản lý mộ nghĩa trang đài tưởng niệm bia ghi tên liệt sĩ, căn cứ vào thông tư số 14 ngày 19 tháng 5 năm 2009 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn về quy định số 16 ngày 26 tháng 1 năm 2007 của Chính phủ về quy định tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, quản lý mộ nghĩa trang đài tưởng niệm bia liệt sĩ. Theo đề nghị của công chức văn hóa xã hội, quyết định điều 1 phủ quốc kỳ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam lên hài cốt liệt sĩ Trần Văn Bảy, hy sinh ngày 18 tháng 2 năm 1970. Điều 2, các tổ chức cá nhân không được đặt bát hương, hoa và bất kỳ vật gì lên quốc kỳ. Điều 3, ban tổ chức lễ tang đón nhận
truy điệu và an táng và gia đình liệt sĩ Trần Văn Bảy tổ chức thực hiện quyết định này. Ý thay Chủ tịch, Phó Chủ tịch Lê Thị Lan. Đội tiêu binh, phủ quốc kỳ. Đóng cân vào. Phủ quốc kỳ xong. Liệt sĩ, kính thưa hương hồn liệt sĩ Trần Văn Bảy, thưa các quý vị đại biểu và toàn thể nhân dân, liệt sĩ Trần Văn Bảy sinh năm 1950, nhập ngũ tháng 6 năm 1968, đơn vị chiến trường thuộc P2, hy sinh ngày 18 tháng 2 năm 1970, cấp bậc thượng sĩ, chức vụ tiểu đội trưởng. Nơi hy sinh, biệt tích Phước Long. Hài cốt liệt sĩ Trần Văn Bảy nhiều năm qua được đặt tại nghĩa trang liệt sĩ thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước. Nay gia đình di chuyển hài cốt liệt sĩ từ nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bình Phước về quê hương. Với truyền thống uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây, đồng thời thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Trường Thắng đối với liệt sĩ đã anh dũng hy sinh để bảo vệ cho nền độc lập tự do của Tổ quốc. Hôm nay, ngày 22 tháng 12 năm 2023, tức ngày 10 tháng 11 năm Quý Mão, trong không khí trang nghiêm với lòng tiếc thương vô hạn, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Trường Thắng long trọng tổ chức lễ đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Trần Văn Bảy về với đất mẹ quê hương. Về dự với buổi lễ hôm nay, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu ở tỉnh có đồng chí Trần Trọng Khắc, Phó Chủ tịch Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ tỉnh Bắc Giang, đại biểu ở huyện có đồng chí Nguyễn Văn Bắc, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện, đồng chí Hà Văn Hoan, Chính trị viên Phó Ban Chỉ huy Quân sự huyện, cùng các đồng chí trong đoàn đại biểu Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ tỉnh Bắc Giang, Hội Cựu chiến binh huyện và Ban Chỉ huy Quân sự huyện. Đại biểu ở xã xin trân trọng giới thiệu của các đồng chí thường trực Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã. Các đồng chí là trưởng phó các ban ngành, đoàn thể, công an xã, đại diện lãnh đạo các nhà trường, trạm y tế, ban chấp hành Hội Cựu chiến binh xã, chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong, chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam, chủ tịch Hội Bộ đội Trường Sơn. Các đồng chí bí thư chi bộ, trưởng các thôn trên địa bàn xã cùng các cháu học sinh lớp 8 trường trung học cơ sở Thường Thắng. Về dự với buổi lễ hôm nay còn có những đồng chí đồng đội, gia đình, người thân và con nối xóm của liệt sĩ Trần Văn Bảy cùng đông đảo bà con nhân dân. Ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn các quý vị đại biểu và toàn thể nhân dân đã có mặt trong buổi lễ đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt Trần Văn Bảy ngày hôm nay. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin thông qua chương trình lễ đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Trần Văn Bảy. Một là nghi lễ củ quốc kỳ. Hai, tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu thông qua chương trình buổi lễ. Ba, thông qua quyết định thành lập ban tổ chức đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Trần Văn Bảy. 4. Đoàn đại biểu huyện, tỉnh làm lễ đại diện các đoàn đại biểu lên thắp hương. 5. Ban tổ chức đọc lời điếu.
6. Đại diện gia đình phát biểu ý kiến. 7. Là an táng hài cốt liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ quê nhà. Tiếp theo chương trình, thay mặt ban tổ chức, tôi xin thông qua quyết định thành lập ban tổ chức lễ đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Trần Văn Bảy. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, Ủy ban dân xã Thường Thắng, số 240, Thường Thắng, ngày 18 tháng 12 năm 2023, quyết định về việc thành lập ban tổ chức lễ đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt Trần Văn Bảy. Chủ tịch Ủy ban dân xã Thường Thắng, căn cứ luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tổ chức chính phủ và luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019. Căn cứ Nghị định số 16 ngày 26 tháng 1 năm 2007 của Chính phủ quy định về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, quản lý mộ, nghĩa trang, đài tưởng niệm, bia ghi tên liệt sĩ. Căn cứ Thông tư Liên tịch số 14 ngày 19 tháng 5 năm 2009 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 16 ngày 26 tháng 1 năm 2007 của Chính phủ về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, quản lý mộ, nghĩa trang, đài tưởng niệm, bia ghi tên liệt sĩ. Theo đề nghị của công chức văn hóa xã, quyết định điều 1 thành lập ban tổ chức lễ đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Trần Văn Bảy gồm các ông bà có tên sau, có danh sách kèm theo. Điều 2, ban tổ chức có trách nhiệm tổ chức lễ đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ theo quy định. Ban tổ chức tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Điều 3, công chức văn phòng thống kê, các ban ngành đoàn thể xã và các ông bà có tên căn cứ quyết định thi hành, chủ tịch Nguyễn Tiến Diệu đã ký. Sau đây tôi xin thông qua danh sách ban tổ chức lễ đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Trần Văn Bảy kèm theo quyết định số 240 ngày 18 tháng 12 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban dân xã Thường Thắng. 1. Là bà Lê Thị Lan, Phó Chủ tịch Ủy ban dân xã, trưởng ban. 2. Ông Ngọ Văn Bảy, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã, Phó trưởng ban. 3. Bà Nguyễn Thị Phúc, trưởng thôn Hiệp Đồng, Phó trưởng ban. 4. Ông Văn Tiến Quyết, Phó Chỉ huy trưởng Quân sự xã, thành viên. 5. Ông Ngô Huy Thuân, trưởng công an xã, thành viên. 6. Ông Đỗ Văn Phúc, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, thành viên. 7. Ông Tạ Văn Anh, Chủ tịch Hội nông dân xã, thành viên. 8. Bà Phạm Thị Phương, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, thành viên. 9. Bà Đỗ Thị Hà, công chức văn hóa xã hội, thành viên. 10. Ông Bùi Anh Minh, Bí thư Đoàn Thanh niên xã, thành viên. 11. Ông Nguyễn Thanh Tuấn, công chức văn hóa xã hội, thành viên. 12. Ông Văn Hữu Tự, Bí thư chi bộ thôn Hiệp Đồng, thành viên. 13. Ông Nguyễn Minh Thu, chi hội trưởng Hội người cao tuổi thôn, thành viên. 14. Ông Nguyễn Công Điệp, thôn đội trưởng thôn Hiệp Đồng, thành viên. 15. Ông Trần Văn Chín, đại diện gia đình, thành viên. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin kính mời các đồng chí đại diện Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Bắc Giang lên dâng hương và thắp hương đài tưởng niệm. Thank you.
thiệu chương trình, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời đại biểu ban chỉ huy quân sự huyện lên thắp hương. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời đoàn đại biểu Hội Cựu chiến binh huyện lên thắp hương. Giới thiệu các đồng chí lãnh đạo xã và các đồng chí trưởng các đoàn thể xã lên thắp hương liệt sĩ. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời các đồng chí lãnh đạo các nhà trường, trạm y tế, ban chấp hành hội cựu chiến binh xã, chủ tịch hội cựu thanh niên xung phong, chủ tịch hội nạn nhân chất độc da cam, chủ tịch hội bộ đội Trường Sơn lên thắp hương liệt sĩ. Các đồng chí bí thư chi bộ, trưởng thôn lên thắp hương liệt sĩ. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin trân trọng kính mời các đồng chí, đồng đội và đại diện gia đình liệt sĩ lên thắp hương. Sau khi thắp hương liệt sĩ xong, xin mời các đại biểu trở lại vị trí ban đầu để dự lễ truy điệu và an táng liệt sĩ Trần Văn Bảy. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin trân trọng kính mời đồng chí Lê Thị Lan, Phó Chủ tịch Ủy ban dân xã, trưởng ban tổ chức lễ đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Trần Văn Bảy lên đọc lời điếu. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa hương hồn các anh hùng liệt sĩ, kính thưa hương hồn liệt sĩ Trần Văn Bảy, kính thưa quý vị đại biểu cùng toàn thể thân quyến của liệt sĩ Trần Văn Bảy, thưa toàn thể nhân dân, trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, Thường Thắng là một trong những địa phương đóng góp nhiều sức người, sức của cho cách mạng. Lớp lớp thế hệ cha anh, những người con ưu tú của xã nhà đã hăng hái lên đường cầm súng, tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu trên khắp các chiến trường đất nước và làm nghĩa vụ quốc tế. Trong đó có 89 cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh trọn đời mình cho Tổ quốc. Sau các cuộc chiến tranh, hài cốt của các liệt sĩ đã được cất bốc, quy tụ, an táng ở các nghĩa trang liệt sĩ trên khắp cả nước. Với xã Thường Thắng chúng ta đã có 28 liệt sĩ được gia đình, con cháu di chuyển hài cốt về nghĩa trang liệt sĩ xã nhà. Và hôm nay, trong những ngày tháng 12 lịch sử, một lần nữa, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Thường Thắng tự hào được đón nhận một hài cốt liệt sĩ đã hy sinh khi làm nhiệm vụ tại mặt trận phía Nam, đó là liệt sĩ Trần Văn Bảy. Liệt sĩ Trần Văn Bảy sinh năm 1950 tại xã Chiến Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Hà Bắc. Nay là xã Thường Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. Đồng chí sinh ra trong một gia đình nông dân đông con, gồm 9 anh chị em,
trong đó 6 trai, 3 gái. Một gia đình giàu truyền thống cách mạng, trong đó có 4 anh chị em tham gia kháng chiến, 1 chống Pháp, 3 chống Mỹ. Khi còn nhỏ, đồng chí luôn là một học sinh chăm ngoan, học giỏi, được thầy yêu bạn mến. Với tinh thần yêu nước, khát khao cống hiến sức trẻ cho Tổ quốc, như bao thanh niên khác, mong muốn được gia nhập lực lượng quân đội nhân dân Việt Nam để cầm súng bảo vệ Tổ quốc. Tháng 6 năm 1968, từ mảnh đất Thường Thắng anh hùng bất khuất, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, đồng chí Trần Văn Bảy đã tạm biệt gia đình, tạm biệt quê hương lên đường nhập ngũ. Đồng chí gia nhập quân đội nhân dân Việt Nam vào đơn vị thuộc P2. Ngày 18 tháng 2 năm 1970, trong trận đấu không cân sức giữa ta với địch trên mặt trận phía Nam, đồng chí đã mưu trí, dũng cảm cùng đơn vị quyết chiến với quân địch đến hơi thở cuối cùng. Đồng chí Trần Văn Bảy, cấp bậc thượng sĩ, chức vụ tiểu đội trưởng, đã hy sinh khi vừa tròn 20 tuổi đời và 2 tuổi quân. Đúng như lời một nhà thơ, khi ngã xuống tuổi anh còn rất trẻ, chưa một ngày vui, chưa một mối tình. Liệt sĩ Trần Văn Bảy hy sinh tại Điệu Kích, Phước Long và bị mất thi hài. Sau ngày đất nước thống nhất, hài cốt liệt sĩ Trần Văn Bảy được Đảng, Nhà nước, Quân đội Nhân dân Việt Nam tìm kiếm, quy tập và an táng tại nghĩa trang liệt sĩ thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước. Là chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam, trong suốt quá trình huấn luyện và xây dựng quân đội, giao nhiệm vụ cao cả là bảo vệ mặt trận phía Nam với chức vụ tiểu đội trưởng. Để ghi nhận công lao to lớn mà đồng chí đã đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, đồng chí đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng huân chương chiến sĩ giải phóng cùng nhiều phần thưởng cao quý khác. Sự hy sinh của đồng chí không những để bảo vệ mặt trận phía Nam mà còn hy sinh cho đất nước Việt Nam. Đó là tiếng thơm lưu danh mãi mãi trong sử sách. Nhiều năm qua, phần mộ của đồng chí luôn được các cơ quan chức năng và nhân dân tỉnh Bình Phước thăm viếng, chăm sóc, hương khói. Vậy nên, ở chốn cực lạc, linh hồn đồng chí đã được ấm lòng, siêu thoát, hóa thân, hòa quyện vào lòng đất, lòng người, nơi mảnh đất đồng chí yên nghỉ. Tuy nhiên, dù có nghĩa rộng, tình thân, nhưng không nơi nào bằng hơi ấm của quê hương, nơi chôn rau cắt rốn. Bởi ở đó có các bậc sinh thành, có anh em, có gia đình, dòng họ, và là nơi đồng chí sinh ra, lớn lên với đầy ắp những kỷ niệm của một thời thơ ấu. Với cội nguồn tình cảm và ý nghĩa cao đẹp đó, trong những năm qua, hài cốt liệt sĩ Trần Văn Bảy đã được thân nhân gia đình ra sức tìm kiếm trên các kênh thông tin. Và đến ngày hôm nay, hài cốt đồng chí đã được gia đình, chính quyền địa phương đón về với quê hương, để máu thịt của đồng chí hòa quyện vào lòng đất, để linh hồn đồng chí được yên nghỉ cùng linh hồn các liệt sĩ là anh em, bạn bè, đồng đội, đồng hương Thường Thắng. Từ nay, gia đình cũng như thân quyến liệt sĩ Trần Văn Bảy đã hoàn thành được tâm nguyện đau đáu suốt bao năm qua. Từ nay, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Thường Thắng, gia đình có điều kiện thường xuyên chăm lo hương khói, thể hiện sự biết ơn vô hạn với đồng chí. Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân, việc đón nhận, truy điệu và an táng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ quê nhà là việc làm đầy ý nghĩa, tác động sâu sắc đến nhận thức và hành động của các tầng lớp nhân dân, góp phần làm vơi đi nỗi đau buồn trong tâm tư, tình cảm của gia đình liệt sĩ. Hôm nay, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Thường Thắng tổ chức trọng thể lễ đón nhận, truy điệu và an táng liệt sĩ Trần Văn Bảy với nghi lễ trang nghiêm, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Thường Thắng với liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì nền độc lập tự do của Tổ quốc theo phong tục truyền thống và đạo lý đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
sau khi an táng cần tổ chức chu đáo việc chăm sóc phần mộ liệt sĩ theo đúng quy định và mang đậm bản sắc truyền thống tốt đẹp của quê hương. Kính thưa hương hồn các anh hùng liệt sĩ, kính thưa hương hồn liệt sĩ Trần Văn Bảy, thưa toàn thể quý vị đại biểu và nhân dân. Cùng với sự có mặt của quý vị đại biểu, nhân dân và gia đình thân quyến liệt sĩ Trần Văn Bảy, chúng tôi kính mong các anh hùng liệt sĩ xã nhà giang tay đón nhận, chở che cho người đồng chí, đồng đội của mình đã bao năm qua nằm nơi đất khách quê người, nay được trở về với đất mẹ quê hương. Kính mong linh hồn các anh hùng liệt sĩ ở nơi suối vàng, sống khôn, tháp thiêng hãy về chứng giám, lai lâm, hiến hưởng, phù hộ, độ trì cho gia đình, quê hương, làng xã, cho mọi người, mọi nhà luôn được mạnh khỏe, bình an, ấm lo và hạnh phúc. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Thường Thắng sẽ luôn khắc ghi công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ. Để tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, anh linh các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong sự nghiệp cách mạng, giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, tôi đề nghị các đại biểu và toàn thể nhân dân để một phút tưởng niệm. Phút tưởng niệm bắt đầu. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Trần Văn Chi, đại diện gia đình liệt sĩ Trần Văn Bảy nên phát biểu ý kiến. Xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa hương hồn chú Trần Văn Bảy, là cô, là ông, là cha, là anh của chúng tôi. Kính thưa hương hồn các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang xã nhà, kính thưa các đồng chí là thường trực đảng ủy, thường trực ủy ban, thường trực hội đồng nhân dân, trưởng các ban ngành toàn thể tại xã Thường Thắng, kính thưa các ông các bà trong hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Bắc Giang, kính thưa các ông là lãnh đạo hội cựu chiến binh huyện Hiệp Hòa, các ông trong ban chỉ huy quân sự huyện Hiệp Hòa, thưa các ông các bà là lãnh đạo ba nhà trường, trạm trưởng trạm y tế, các ông các bà đại diện cho hội chất độc da cam, cho toàn cho thanh niên, tổ chức thanh niên xung phong của xã và của đội Trường Sơn của xã nhà. Kính thưa toàn thể quý vị đại biểu, quan khách xa gần của gia đình chúng tôi, những ông bà thông gia với cụ tôi thân sinh cho ông Bảy, thông gia với anh em chúng tôi là thế hệ con ông Bảy và bạn bè với gia đình chúng tôi. Kính thưa toàn thể nhân dân ở dự lễ truy điệu hôm nay, thưa các cháu học sinh, thưa các anh là trong dân quân, ban dân quân xã của ban chỉ huy quân sự xã, thưa các đồng chí trong ban công an xã và thưa toàn thể nhân dân trong và ngoài xã, hôm nay với không khí của mùa đông giá rét, gia đình chúng tôi sau khi một quá trình được nhận thông tin từ một vị là cô là chị Tu Thị Hòa trong hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ của tỉnh Bắc Giang, người ở Việt Yên, mà đến bây giờ gia đình chúng tôi mới biết
cô là thành viên của hội viên là của hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Bắc Giang. Kính thưa các vị đại biểu, chiến tranh đã lùi xa gần 50 năm, đúng vết thương chiến tranh ở trên mặt đất về vật chất cơ bản chúng ta đã hàn gắn, nhưng những vết thương lòng đối với gia đình, các gia đình liệt sĩ như bà Lê Thị Lan, phó chủ tịch xã đã nêu, trong 89 liệt sĩ của xã nhà chỉ có 28 hài cốt liệt sĩ. Do vậy chúng ta thấy được chỉ riêng xã ta thôi, cái tỷ lệ mà mộ liệt sĩ có hài cốt rất thấp. Do vậy kính thưa các vị đại biểu và toàn thể nhân dân, nếu chúng ta có dịp đi từ Bắc vào Nam mới thấy nghĩa trang liệt sĩ Kiểu Sơn, nghĩa trang đường 9 năm nào và một số nghĩa trang nằm tại các tỉnh miền Đông Nam Bộ, miền Tây Nam Bộ và trên khắp chiến trường miền Nam Việt Nam, chúng ta mới thấy được sự hy sinh to lớn của quân đội, nhân dân cả nước để giành lại độc lập, tự do cho Tổ quốc, biến vĩ tuyến 17 là chia cắt đất nước chúng ta không khác gì sông danh thời Trịnh Nguyễn, không còn nữa và vĩnh viễn đi vào lịch sử đất nước liền một dải. Chúng ta có thể đi 2-3 tiếng đi dọc đất nước, có thể đi đường bộ, đường sông, đường biển và chúng ta tự do làm ăn phát triển kinh tế. Kính thưa các vị đại biểu, gia đình chúng tôi nhận được thông tin từ cô Su Thị Hòa chia sẻ với cháu Hà là cán bộ thương binh xã hội xã Thường Thắng. Sau đó cháu Hà chia sẻ thông tin với gia đình chúng tôi và bà trưởng thôn, thì đến ngày từ ngày mùng 2 thì đến ngày mùng 6 tháng 8 gia đình chúng tôi đã tổ chức họp gia đình. Từ manh mối đó đầu tiên chỉ có ghi được trên phần bia mộ bức ảnh là liệt sĩ Trần Quang Bảy quê quán xã Xê Thanh, huyện Hắc Hòa, tỉnh Bắc Hà Bắc, hy sinh ngày 14 tháng 3 năm 1970 và nhập ngũ tháng 6 năm 1968. Đó là những manh mối đầu tiên mà gia đình chúng tôi tiếp nhận. Sau đó đến ngày 6 tháng 8 thì gia đình chúng tôi đã phải họp đảng gia đình, chia sẻ thông tin, phân công trách nhiệm, tìm kiếm ở các ngành qua các kênh thông tin. Và cũng kính thưa các vị đại biểu, kính thưa hương hồn chú, chắc chú ở nơi xa đã linh thiêng và các linh hồn các anh hùng liệt sĩ xã Thường Thắng mách bảo chúng tôi. Và sau đó thì chiều ngày mùng 6 chúng tôi nhận được thông tin tiếp là của ông Bùi Quang Tần ở Việt Yên là hội viên hội cựu chiến binh và trong cái ban liên lạc của hội cựu chiến binh của một các tỉnh miền Đông Nam Bộ chia sẻ cho chúng tôi thông tin. Các đồng chí lãnh đạo được Thường Thắng cũng nắm được thông tin của gia đình như vậy và chia sẻ và chỉ đạo các đồng chí chuyên môn có gì giúp đỡ được gia đình tôi thì các đồng chí tạo mọi điều kiện để gia đình chúng tôi tìm kiếm được liệt sĩ Trần Văn Bảy. Quý đại biểu, ban ngành đoàn thể và nhân dân trong và ngoài xã đã đến đây dự lễ truy điệu cùng gia quyến của chúng tôi. Cuối đời chúng tôi không biết nói gì, xin cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, các ban ngành đoàn thể, các vị quý khách xa gần và toàn thể nhân dân trong và ngoài xã đến dự lễ truy điệu của chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn. Ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn ý kiến phát biểu của đại diện gia đình liệt sĩ Trần Văn Bảy. Trước khi đưa hài cốt liệt sĩ Trần Văn Bảy về an táng tại mộ
Xin trân trọng kính mời đồng chí Ngọ Văn Bảy lên điều hành nghi thức gấp quốc kỳ. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Đồng chí Diêu Minh, gấp quốc kỳ. Người thân cùng nhân dân đưa hài cốt liệt sĩ về phần mộ an táng. Oh,